Hành trình niềng răng. Bạn đã biết gì về cuốn sách này chưa? Xin chào, mình là bác sĩ Lê Hương đến từ nha khoa gặp thầy gặp thuốc. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về những điều tuyệt vời của cuốn sách Hành trình niềng răng. Đầu tiên, tôi xin khẳng định rằng đây là một cuốn sách thuần chuyên môn. Trong cuốn sách này chứa đựng tất cả những thuật ngữ chuyên môn về niềng răng, những quá trình từ đầu đến cuối bác sĩ niềng răng làm gì cho bạn. Các bước từ đầu tới cuối bác sĩ làm gì cho bạn đều được thể hiện hết trong cuốn sách này. Nhưng có một điều các bạn chưa biết rằng cuốn sách này là dành cho chính các bạn đó, những bạn đồng niềng. Điều thứ hai mình xin chia sẻ với các bạn rằng cuốn sách này ban đầu có tên là Nhật ký niềng răng chứ không phải là Hành trình niềng răng đâu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì trong cuốn sách có một phần để các bạn có thể ghi chép lại cái những cái quá trình các bác sĩ làm gì cho bạn trong suốt quá trình niềng răng và ghi lại những cái cảm xúc, những cái cảm nghĩ của bạn trong mỗi sau mỗi lần tái khám. Điều thứ ba cũng là điều tuyệt vời nhất. Thường những điều tuyệt vời nhất chúng ta sẽ nhắc tới sau cùng đúng không nào? Bạn sẽ nhận được ưu đãi gấp, giá trị gấp 50 lần cuốn sách này khi đặt sách ngay trong ngày hôm nay. Và những ưu đãi gấp 50 lần đó sẽ được mình nói tới trong video clip ngày mai. Các bạn hãy cùng đón chờ nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Mình là bác sĩ Lê Hương. Chúc các bạn có một nụ cười bình an.